Hi, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì ngày hôm nay mình đang nghĩ một trò dành cho con ngân long của mình. Đó chính là mình sẽ cho con ngân long ăn dế theo cách ở ngoài tự nhiên nó săn mồi, là nó phải nhảy lên trên mặt nước để có thể ăn được. Đó, thì các bạn có thể thấy con ngân long của mình, nó đang đói rất là lâu rồi. Mình đã cho nó nhịn ăn được một ngày các bạn. Ngày hôm qua mình bận, mình không cho nó ăn, thế nên ngày hôm nay các bạn sẽ thấy là nó đang cực kỳ đói rồi và có thể sẵn sàng đớp con mồi ngay lập tức. Và đây là con dế mà mình sẽ thả ở phía trên để cho nó có thể lao lên trên mặt nước ăn nha. Xem mới đã các bạn. Đó, đây. Ôi trời, các bạn thấy chưa? Rất mạnh. Mình rất khoái xem cái cảnh mà con ngân long nó lao lên trên mặt nước nó ăn mồi như thế này. Các bạn có thể thấy là đó, tốc độ đớp mồi của nó nhanh kinh khủng luôn các bạn. Nghĩa là mình chưa kịp quan sát là đã thấy nó nhảy lên trên rồi. Và chúng ta cùng xem lại cái tư thế của con ngân long nó nhảy lên mặt nước như thế nào. Bình thường nó sẽ nghiêng phần đuôi nó xuống dưới, các bạn thấy không? Nó sẽ cho phần thân ở phía đuôi xuống dưới và nó sẽ ngóng cái đầu nó lên trên. Rồi sau đó nó sẽ dùng cái phần đuôi để tạo lực đẩy và nhảy lên trên mặt nước. Thì do cái lợi thế của cái thân hình nó khá là mỏng và bộ vây đuôi dài khỏe, thế nên là con ngân long có thể bay rất là cao, cực kỳ cao luôn các bạn. Thế nên là ngày hôm trước mình có một con ngân long chết vì lý do là mình không đậy hồ và nó đã nhảy ra ngoài. Đây là con dế thứ hai. Con dế thứ hai các bạn. Nếu các bạn cho ăn thì các bạn có thể cảm nhận được cái lực mà nó nhảy lên trên như thế nào. Đây mình sẽ cho các bạn xem một lần nữa. Đó, nó nhảy mà lật tung cả cái miếng thép đậy hồ luôn các bạn. Đấy, đấy. Các bạn thấy đấy là mình đang để con dế lên trên cái miếng thép và nó nhảy lên, nó đớp cực kỳ chính xác và cực kỳ nhanh. Khi nó đớp con mồi xuống mặt nước mà nó không ăn được thì nó sẽ lao đi đớp lần thứ hai, và tới khi nào con mồi nó rơi xuống mặt nước và ăn được thì thôi. Đó, những cú tớp rất là mạnh, rất là mạnh. Úi giời, quá phê luôn các bạn, rất là đã luôn. Tuy nhiên thì nếu cá của các bạn là cá xịn, cá mắc tiền thì chúng ta không nên làm như thế này. Tại vì nó nhảy lên quen, dít nó quen thì nó sẽ nhảy hoài và sẽ có rủi ro, ví dụ như là bị gãy râu nè, sẽ bị sức vẫy nè, hoặc là bị méo miệng, rất nguy hiểm nếu con cá rồng của chúng ta nhảy quá mạnh. Các bạn thấy không, con ngân long của mình nhỏ xíu thôi mà nó đã nhảy cỡ vậy rồi, mà sau này nó to lên nữa thì mình không biết là nó nhảy tới cỡ nào. Các bạn thấy nó đâu, nó cong cái phần đuôi ở phía dưới lại, nó cong lại, nó cong như con rắn đó các bạn. Cái phần đuôi dưới nó cong và nó giống như con rắn, và sau đó nó sử dụng lực đẩy uốn cái thân hình mình lên và nhảy lên trên mặt nước. Đó, các bạn thấy đấy, rất đẹp, rất đẹp luôn. Nếu chúng ta quay chậm thì chúng ta sẽ thấy nó rất là đẹp. Thì các bạn xem thì các bạn có thể chỉnh tốc độ xuống 0.25 thì các bạn có thể xem được cái quá trình nó nhảy như thế nào. Thì nãy giờ nó ăn cũng phải được tầm 6-7 con dế rồi các bạn. Kích thước hiện tại của nó mình ước tính vào tầm hơn 30 xăng. Và khối lượng ăn của nó thì cũng rất là nhiều.
Ngoài ra thì các bạn có thể để ý con két của mình thì hiện tại nó đã làm quen với hồ rồi và nó đã tích cực bơi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, không có trốn trong ngóc ngách nữa. Và các bạn biết không, con két của mình nó rất là dữ nha. Trong hồ này ngoài con ngân long ra thì nó sợ thôi, chứ thực ra nó không sợ con nào cả. Nào. Thì sau một hồi ăn khá là no thì con ngân long đang lưỡng lự cái con mồi tiếp theo đó. Các bạn thấy nó bơi chưa? Ngoài ra nếu chúng ta tập cho nó ăn như thế này thì sẽ giúp mắt của con ngân long có chiều hướng là nhìn lên phía trên. Các bạn thấy không, để ý không, là mắt nó sẽ luôn luôn nhìn lên phía trên và kiếm con mồi phía trên, thì sẽ tập cho mắt con ngân long nó đẹp hơn, nó khỏe hơn. Thì các bạn có thể tìm kiếm những video mà con cá rồng nó săn mồi ngoài tự nhiên á, thì các bạn có thể thấy là nó cũng lao lên trên mặt nước và săn những cái con côn trùng giống như cái cách mà con ngân long của mình lao lên trên ăn con mồi. Chứ ngoài tự nhiên nó rất ít khi nó đi săn ở trên mặt nước các bạn. Và những cú lao của nó chắc chắn phải có độ chính xác cao và tốc độ nhanh thì mới có thể bắt được những cái con ở phía trên mặt nước được. Đó là một điều mà rất nhiều người rất thích nuôi cá rồng, bởi sự mạnh mẽ, sự quyết đoán và sự chính xác của nó. Đó. Ăn no xong thì cô cậu đang bơi dạo quanh một vòng. Phía bên kia thì các bạn để ý con la hán của mình nó đang đói và nó đang lồng lộn mà lên các bạn. Các bạn để ý con la hán kế bên. Nó đang cũng muốn được đòi ăn như con ngân long của mình. Thì các bạn biết rằng con la hán nó sẽ không nhảy được như con ngân long. Và nó sẽ không có sung như con ngân long. Đó, mình đang bỏ một con cuối cùng. Một con cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Một con cuối cùng. Ui. Đó, các bạn thấy không? Con cuối cùng nó cũng lao lên nó ăn rồi đấy. Tuy nhiên hình như nó đất trượt các bạn, nó đất trượt con cuối cùng. Đó, các bạn để ý là có vẫn còn con dế nên nó bám lên trên cái tấm lưới của mình. Có lẽ mình sẽ bỏ con dế xuống thôi và sẽ chuyển qua cho con cá la hán của mình ăn, tại vì con ngân long hiện tại là nó ăn no rồi và đã đủ tiêu chuẩn cho ngày hôm nay của nó rồi. Uốn lượn, uốn lượn. Rồi, thì khi cho con cá ngân long của mình ăn thì ở cái hồ kế bên, cô cậu la hán cũng đang rất là đói. Và các bạn có thể để ý là con la hán nó không có kết cấu cơ thể cũng như không có bộ vây khỏe
đồng thời body của nó rất là mập và rất là nặng. Thế nên việc con la hán nhảy ra ngoài là hoàn toàn không thể ở thời điểm hiện tại. Còn với những con cá la hán gầy hơn thì nó có thể nhảy ra ngoài được. Tuy nhiên với con cá la hán của mình thì với sức nặng cơ thể cũng như với độ mạc của nó thì nó sẽ không tài nào mà có thể nhảy lên trên để có thể ăn thức ăn được các bạn. Và nếu nó có nhảy thì chỉ nhảy lên vượt lên trên mặt nước khoảng tầm một chút xíu thôi, chứ không thể nào nhảy cao được như con ngân long. Đó là lý do tại sao mà hồ ngân long thì mình phải đậy và hồ la hán thì không. Nhưng thay bằng việc cái bất lợi về thân hình thì con cá la hán có một cái lợi thế, đó chính là lực đớp của nó. Các bạn thấy cơ miệng của con la hán, nó mình nghĩ nó sẽ mạnh gấp 3 lần cơ miệng của ngân long. Những cú đớp của con la hán cực kỳ mạnh và cực kỳ đau. Nếu mà con ngân long nó đớp thì chỉ nút chọn con mồi thôi, còn con la hán này mà đớp, các bạn thấy không, nó đớp và nó ngấu nghiến con mồi rất là ghê, rất là mạnh. Và tiếng kêu của cái cú đớp của con la hán cũng rất là to và nghe rất là đã luôn các bạn. Thì khẩu phần ăn của la hán cũng tương đương với ngân long và có thể là ăn nhiều hơn. Tuy nhiên mình đang hạn chế cái khẩu phần ăn của nó lại, tại vì nó ăn nhiều thì nó sẽ bị khó tiêu. Còn la hán thì mình đang chọn ít rồi các bạn. Rồi, video hôm nay của mình tới đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là video của mình. Bye bye. Và bạn nào muốn xem vlog thì có thể qua kênh Xuân Cường Family để có thể xem những cái vlog về cuộc sống của hai vợ chồng mình. Xin chào và hẹn gặp lại.